Google đình công ngày iPhone 11 mở bán. Lần đầu tiên trong lịch sử, hơn 1.200 nhân viên Amazon sẽ rời khỏi văn phòng vào ngày 20 tháng 9 để phản đối lượng vết carbon mà công ty để lại gây ảnh hưởng đến môi trường không chỉ Amazon. Hàng loạt nhân viên Microsoft, Facebook và Google cũng tuyên bố đình công với lý do tương tự tại 120 quốc gia. Apple là cái tên còn lại trong Big Five, năm công ty công nghệ lớn nhất, chưa có nhân viên tham gia cuộc đình công. 20 tháng 9 cũng là ngày bộ ba iPhone 11 iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max chính thức lên kệ. Apple đã có những giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, đóng gói và tiêu hủy sản phẩm. Tuy nhiên không thể phủ nhận iPhone vẫn cần khai thác tài nguyên từ trái đất. Từng có tranh cãi về những hành động môi trường của Apple. Năm 2018, táo khuyết khẳng định toàn bộ trung tâm dữ liệu, văn phòng và cửa hàng đã chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo, đồng thời thành lập quỹ năng lượng sạch trị giá 300 triệu đô la Mỹ tại Trung Quốc. Tuy nhiên vào năm 2017 nhiều nguồn tin cho biết apple đã buộc các nhà tái chế cắt iphone ipad và macbook thành từng mảnh nhỏ để chúng không thể sửa chữa hoặc tái sử dụng nhiều nhà tái chế không hài lòng khi những thiết bị trên hoàn toàn có thể sửa nhưng apple lại muốn cắt chúng ra lấy nguyên liệu sản xuất sản phẩm mới